căn nhà ở khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương của ông Thái Văn Quý, 69 tuổi, và bà Trần Ngọc Yến, 59 tuổi, đã cũ. Tường nhà và đồ đạc đều bị ám màu khói từ bếp củi. Trong nhà không có điện thoại, không internet. Chỉ có một chiếc tivi cũ là tài sản lớn nhất nhưng rất ít khi dùng đến. Để đó đã lâu, ông Quý còn không biết liệu chiếc tivi còn sử dụng được hay không. Ông Quý, bà Yến, ngày trước đi làm thuê, làm mướn khắp nơi, rồi vô tình gặp được nhau. Không đám cưới, đám hỏi rình rang, cứ thế hai người nên duyên rồi sống chung với nhau hơn nửa đời. Hằng ngày, ông Quý đi khỏi nhà từ sớm để bán vé số và nhặt ve chai. Mỗi ngày, ông bán được 100 tờ vé số. Tuổi đã cao nên ông chỉ đi lòng vòng quanh nơi ở để bán, chứ không dám đi xa. Còn ve chai dồn lại để nửa tháng cân một lần. Bà Yến ở nhà nội trợ lo cơm nước cho chồng và các con là đàn chó mèo ở trong nhà mà ông bà nuôi nấng từ nhỏ. Nhờ đàn chó mèo bầu bạn mà cuộc sống tuổi già của ông bà có thêm những phút giây thư giãn. Mướn trên ngõ ba cái điệp nè, cũng đi ấy về chai, sơn đồ miếng cái bà tấm nhà chủ cũng ấy rồi đi theo ổng đi. Theo tổng hàng 8 giờ bây giờ ăn cử sáng sớm cho ăn đi chiều 4-5 giờ cho ăn. Mình cũng người mình muốn vậy không, mình ăn ba cử sáng 9 giờ thì bà kêu con chuyện con bữa nào cũng được, được nhiều thì á nấu có 2 lon còn có 4-5 lon vô chừng có khi gạo nở nấu 4 lon gạo nở thôi 6 lon mà con bữa cơm thì nấu ít. Không có con cái nên ông bà coi đàn chó mèo như con. Hàng ngày, niềm vui nhỏ của ông Quý là đi làm về thấy đàn chó ùa ra đón. Con thì mừng rỡ liếm mặt, con quấn vào chân. Tiền ăn của hai ông bà thì sao? Tiền tôi ví dụ tôi chi phí là tôi sống 1 ngày 50 ngàn. Còn 70 ngàn là bà làm như là rau cỏ, mua tơ, gà, vịt nha. Chó mèo là... Tại sao mình lại nuôi nhiều chó như vậy? Mình làm nghèo vậy mà mình lại nuôi nhiều chó. Như vậy là mình ăn cho bớt đi này kia không? Bởi vậy bây giờ bỏ đâu vậy? Lỡ nó sẵn sàng ra mình luôn luôn sao vậy? Bây giờ bán thì mình không đành. Đó, mà tội. Chỉ coi như là chạy có gì ăn nấy chứ cũng sao. Chứ mình bán nó mình đau khổ rồi. Trước nó đi ra chỗ khác rồi làm thịt như sao? Mình thịt nó mình mang tội. Chó mèo như con bây giờ nói với nghe hết nghe hết trơn mà đồ ngon đồ dở không biết. Mèo phải ăn cá mà chó phải ăn xương thịt đó. Đem về xin lộn lặt cho người cho nha, vô rồi mới quán cơm nó ăn dư mình xin về cho nó ăn. Thương cho hoàn cảnh của ông bà, sợ ông bà lại nhịn ăn nhường cho chó mèo, người dân địa phương thường cho ít đồ ăn. Người cho ve chai mua giúp ông vài tờ vé số để ông Quý, bà Yến trang trải cuộc sống và nuôi đàn chó. Con là sao? Chó mèo cưng con ngủ với chó mèo luôn á. Chó mèo nằm bên. Giúp đỡ bả này kia nọ rồi thăm bả này kia thôi. Những chú chó được ông bà chăm sóc rất kỹ, cứ khoảng 3 đến 5 ngày, bà Yến sẽ tắm rửa sạch sẽ, bắt bọ chét cho từng con. Mỗi tối, bà Yến nằm ngủ trên sập ở góc nhà, ông Quý nằm trên võng, đàn chó nằm quây quần bên cạnh, có khi còn nằm ngủ chung luôn với bà. Bây giờ thà nhịn đói để cho nó ăn, chứ mình không nỡ để cho nó đói được. Con vật gì nó cũng thương á. Chủ thương nó là nó thương lại, trời nó ôm thương quá trời luôn. Thương lắm, thương ba, thương má. Tôi ngủ rồi nó bay tới nó ôm nó hùng, nó hơi chỗ khác để ba ngủ. Nó nghe, biết nghe. Mà tôi là tôi ăn muối, ăn cực khổ để con không có khổ, ăn đàng hoàng. Có cá, thịt cho thịt để nhìn. Bây giờ mua 10 kg gạo ăn từ mấy bữa hết, 10 kg. Một ký là 4 lon. Ký 4 lon, 10 kg 40 lon. 10 kg là 40 lon là ăn từng lấy hết à, hết rồi. Cứ mỗi buổi chiều, nếu có dịp về sớm, ông Quý lại đưa đàn con của mình ra trước sân để tắm nắng, chơi đùa.
Ông tự hào khoe, dù đàn chó lớn nhưng chưa bao giờ cắn người vì ông bà dạy rất nghiêm khắc. Ông bà tâm sự, cha mẹ nào con nấy, nên nếu mình sống hiền lành thì cũng phải dạy con cái sống hiền lành như vậy.